Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự 15 giờ ngày 27 tháng 2 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Huyện ủy Bảo Yên vừa tổ chức tập huấn xây dựng mô hình chính quyền thân thiện cho lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức các xã, thị trấn, trưởng các thôn bản của 14 xã trên địa bàn. Các đại biểu được truyền đạt 4 chuyên đề, gồm một số vấn đề chung về xây dựng mô hình chính quyền thân thiện, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, quy trình tiếp công dân và quy trình giải quyết khiếu nại tố cáo và chuyên đề về chuyển đổi số. Thông qua tập huấn, giúp các đại biểu nắm rõ quy trình để tổ chức triển khai mô hình chính quyền thân thiện, hướng đến sự hài lòng của người dân đối với chính quyền cơ sở. Tại Bảo Yên, sau một năm thí điểm xây dựng mô hình chính quyền thân thiện tại 3 xã thị trấn đã đạt kết quả tích cực. Năm 2023, huyện sẽ nhân rộng đến tất cả các xã thị trấn, trong đó gắn triển khai mô hình với chuyển đổi số. Tổng giá trị xuất nhập khẩu, mua bán, trao đổi hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh trong tháng 2 ước đạt 160 triệu đô la, tăng 11,37% so với cùng kỳ. Trong tháng, hoạt động xuất nhập khẩu ổn định, giá trị xuất khẩu ước đạt 69,73 triệu USD, tăng 5,14% so với cùng kỳ. Giá trị nhập khẩu ước đạt 32,50 triệu USD, tăng 3,55% so với cùng kỳ. Cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành duy trì lượng thông quan hàng ngày khoảng 180 đến 200 xe. Trong đó, xe xuất khẩu đạt trên 50 đến 60 xe một ngày, chủ yếu là trái cây tươi, lạc, sắn, ván. Từ ngày 9 tháng 2, tỉnh Lào Cai, Việt Nam và huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đã thống nhất bỏ lái xe trung chuyển, thay đổi phương thức giao nhận hàng hóa qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành. Sự thay đổi này đang góp phần tích cực cải thiện năng lực thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu. Nhằm nâng cao chất lượng dân số theo Nghị quyết số 27 ngày 1 tháng 7 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong năm 2023, Lào Cai phấn đấu 41% bà mẹ mang thai được tầm soát sàng lọc trước sinh, 56% trẻ em được sàng lọc sơ sinh. Các đơn vị ban ngành liên quan sẽ tập trung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc thực hiện các dịch vụ nâng cao chất lượng dân số, vận động phụ nữ mang thai được tầm soát, chẩn đoán, điều trị ít nhất 4 bệnh bẩm sinh phổ biến. Trẻ sơ sinh được tầm soát, chẩn đoán, điều trị ít nhất 5 bệnh tật bẩm sinh phổ biến. Năm 2022, toàn tỉnh có trên 4.700 phụ nữ mang thai được sàng lọc trước sinh, phát hiện 124 trường hợp có dị tật thai nhi và các bất thường khác đã được tư vấn điều trị và đình chỉ thai nghén. Trong tổng số trên 6.400 trẻ làm sàng lọc sơ sinh, phát hiện 704 trường hợp có nguy cơ bị bệnh cao đã được quản lý, theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, là bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh với chức năng khám điều trị các bệnh về nội tiết và rối loạn chuyển hóa, Bệnh viện Nội tiết luôn nỗ lực về chuyên môn, phát triển các kỹ thuật chuyên sâu, nâng cao hiệu quả điều trị cho người bệnh. Ca bệnh thứ 3 trong buổi chiều làm việc ngày hôm nay của các y bác sĩ, kỹ thuật viên Bệnh viện Nội tiết tỉnh. Bệnh nhân được cắt đốt biếu nhân tuyến giáp bằng sóng cao tần, một phương pháp xâm lấn tối thiểu, hiệu quả cao và an toàn. Trước đó, bệnh viện đã tiếp nhận kỹ thuật này từ Bệnh viện Bạch Mai. Sau 6 tháng, đến nay đã điều trị cho gần 40 bệnh nhân. Trước khi thực hiện tôi rất lo lắng. Bác sĩ phẫu thuật cho tôi cảm thấy rất là bình thường, thoải mái, không lo lắng cái gì cả, không đau đớn gì. Những năm gần đây, nhiều thủ thuật, kỹ thuật mới, chuyên sâu được bệnh viện áp dụng cho bệnh nhân mắc các bệnh về nội tiết và rối loạn chuyển hóa như tiêm cồn điều trị tuyệt đối u nang tuyến giáp, đặc biệt là các phương pháp điều trị lâu dài cho người bệnh bị biến chứng do đái tháo đường. Đến lúc vào viện ấy thì là thường thường là nhiều hôm người đã vết thương đã thối rữa phải cắt lọc. Người có vết thương tiểu đường ấy thì các tổ chức hạt nó phát triển rất chậm, nên là để mà đùn đầy đủ cái vết thương này có người là phải đến một tháng. Thì năm 2004 đến giờ mà bây giờ nó đau lắm. Đau giờ nó lại xẹp hết mấy đốt sống lưng này. Giờ không đi lại vận động được, thường xuyên điều trị ở bệnh viện nội tiết. Năm 2022, Bệnh viện Nội tiết tỉnh đã khám ngoại trú cho trên 54.800 lượt người, điều trị nội trú trên 3.000 lượt người. Đặc biệt nhiều kỹ thuật mới chuyên sâu được áp dụng. Để phát triển dịch vụ chuyên sâu chuyên ngành nội tiết thì Bệnh viện Nội tiết trong cái năm 2023 sẽ phối hợp với Bệnh viện Nội tiết Trung ương thì sẽ phát triển những chuyên ngành về mắt của ba tòa đô, mắt của đái tháo đường, chuyên ngành biến chứng thần kinh, đặc biệt là biến chứng bàn chân. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, Bệnh viện Nội tiết cũng thực hiện tốt cuộc vận động,
thay đổi phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh, nhằm xây dựng một bệnh viện thân thiện, chuyên nghiệp, tất cả vì bệnh nhân. Thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, tỉnh Lào Cai chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương tích cực phối hợp, hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Theo đó, từ các dự án thành phần thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, cơ bản hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản về giáo dục, y tế, nhà ở, vệ sinh môi trường, thông tin và truyền thông. Riêng năm 2022, trên 142.000 lượt học sinh được miễn giảm học phí, hỗ trợ tiền ăn, ở, thực hiện cử tuyển, bố trí việc làm theo các chính sách của chính phủ, tổng kinh phí hỗ trợ trên 35 tỷ đồng. 100% hộ cận nghèo tham gia bảo hiểm y tế. Trong năm, xây dựng mới và sửa chữa trên 300 nhà đại đoàn kết, tổng trị giá hàng chục tỷ đồng. Tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 96%, nước sạch đạt 41%. Hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, góp phần giảm 9.767 hộ nghèo, tương đương 5,83% vượt kế hoạch đề ra. Năm 2023, tỉnh Lào Cai đề ra mục tiêu tổng đàn gia súc đạt trên 608.000 con, đàn gia cầm đạt trên 5,1 triệu con. Hiện các hợp tác xã, hộ chăn nuôi tập trung vệ sinh chuồng trại, chuẩn bị con giống vào vụ nuôi mới. Tuyên truyền khuyến cáo người dân tìm hiểu thông tin và diễn biến thị trường cung cầu để quyết định số lượng tái đàn phù hợp, không tái đàn ồ ạt. Khuyến khích phát triển chăn nuôi theo chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, chăn nuôi an toàn sinh học, có sự tham gia đầu tư kết nối thị trường của các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác. Đồng thời đăng ký chứng nhận nhãn hiệu sản phẩm có khả năng truy xuất nguồn gốc, sản phẩm OCOP, tạo thị trường tiêu thụ ổn định qua các kênh như siêu thị, nhà hàng, khách sạn, bếp ăn tập thể và mở rộng thị trường ngoại tỉnh cho các sản phẩm đặc sản bản địa. Với 100% trường công lập đạt chuẩn quốc gia, 22 trên 58 trường đạt chuẩn mức độ 2, vài năm trở lại đây, giáo dục thành phố Lào Cai liên tiếp gặt hái được nhiều thành công. Quan trọng hơn nữa, khoảng cách giáo dục giữa trung tâm thành phố với các địa bàn vùng ven, vùng cao cũng ngày càng được kéo gần hơn. Năm 2020, xã Thống Nhất được thành lập. Trường tiểu học Thống Nhất cũng được sáp nhập vào thành phố Lào Cai với xuất phát điểm vô cùng khó khăn. Không có phòng tin học, phòng lớp học xuống cấp, không có khu bán trú. Chính từ những khó khăn đó, tinh thần vượt khó và nỗ lực thi đua của đội ngũ giáo viên được lan tỏa mạnh mẽ. Và chúng tôi đã tham gia cùng với các nhóm trường trong thành phố để chia sẻ chuyên môn, giao lưu và học tập. Và để đảm bảo cái điều kiện thì được các trường giúp đỡ rất là nhiều, phát triển được cái hoạt động chuyên môn cũng như cái chất lượng của nhà trường. Trường đã được xây mới dãy phòng học 3 tầng, sân trường được bê tông hóa. Hơn 60 học sinh tại các điểm trường lẻ đã được đón về trường chính ở bán trú. Cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư, giáo viên cũng tích cực, chủ động bồi dưỡng chuyên môn, phát huy tối đa hiệu quả thiết bị đồ dùng dạy học được đầu tư. Khi mình đã đang theo cái truyền thống cái lối mòn rồi, để chuyển sang một cái chương trình mới, một cái công nghệ cũng như cái chuyển đổi số mới thì mình cảm thấy lúc đầu tôi khó khăn. Nhưng dù khó khăn thì tất cả riêng cá nhân tôi, thứ nhất học hỏi qua các đồng nghiệp, học hỏi qua các cái chương trình trên đài báo TV và trên các trang mạng. Để nâng cao chất lượng dạy học ở các trường vùng ven, ngành giáo dục thành phố Lào Cai đã tổ chức nhiều hội thảo chuyên đề, tăng cường bồi dưỡng thường xuyên, tập huấn ngắn hạn về chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, xây dựng kho học liệu số. Các nhà trường cũng chủ động sáng tạo trong triển khai các hoạt động giáo dục, tạo môi trường học tập tốt nhất cho học sinh. Trong giờ học tiếng Anh thì tôi đã cùng phụ giúp với các cô giáo tiếng Anh học thêm cách phát âm, cách nói, các từ, các câu để ôn luyện lại cho trẻ. Tải một số bài hát, một số phần mềm về tiếng Anh, về máy tính cho trẻ học. Qua quá trình thực hiện mô hình thì nhà trường cũng xuất phát từ thực tế. Thấy chúng ta có cái điểm mạnh là nâng cao lên hơn một chút để định hướng cho các em học sinh về nghề nghiệp, về tư duy qua quá trình học tập. Cái dự án ấy nó cũng ứng dụng rất nhiều trong quá trình thực dạy học STEM. Xác định chất lượng đội ngũ giáo viên sẽ là cốt lõi để phát triển giáo dục vùng ven, vùng cao. Ngành giáo dục thành phố Lào Cai khuyến khích các thầy cô phát huy năng lực tự nghiên cứu, sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, từ đó nâng cao hiệu quả giáo dục, làm thay đổi nhận thức của nhân dân ở địa bàn nông thôn, vùng khó khăn về việc học của con em mình. Chuyển sang thông tin thời sự trong nước. Năm 2023, cả nước dự kiến thực hiện chuyển đổi khoảng gần 150.000 ha cây trồng trên đất lúa, trong đó diện tích trồng cây hàng năm là gần 80.000 ha, cây lâu năm là hơn 24.800 ha, và trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản vào khoảng 17.000 ha. Cục trồng trọt cho biết, trên cơ sở các nghị định của chính phủ,
Hàng năm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với các tỉnh, thành phố tiến hành rà soát, ban hành kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa. Mục đích nhằm tạo điều kiện cho người dân linh hoạt, chủ động trong sản xuất nông nghiệp, mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn, tăng thu nhập cho người sản xuất. Triển khai chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến nay cả nước có 93,6% số xã đạt tiêu chí quy hoạch. Tuy nhiên, quá trình đô thị hóa với tốc độ nhanh, nhiều nơi đô thị hóa tự phát không theo quy hoạch, dẫn đến phá vỡ cảnh quan, mất bản sắc truyền thống, bị pha tạp. Do đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các địa phương cần xem xét, khảo sát kỹ, lựa chọn những khu vực phù hợp để triển khai mô hình nông thôn mới kiểu mẫu. Quy hoạch và thực hiện quy hoạch chú trọng bảo tồn không gian nông thôn truyền thống theo vùng miền, tạo môi trường cảnh quan xanh sạch đẹp. Sau khi tụt dốc trong tháng 1 năm 2023, bước sang nửa đầu tháng 2, xuất khẩu thủy sản tăng trở lại, đạt 286,94 triệu USD, tăng 42% so với cùng kỳ năm 2022. Lũy kế từ đầu năm 2023 đến hết ngày 15 tháng 2, tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 742 triệu USD. Hiện xuất khẩu thủy sản kỳ vọng vào Trung Quốc khi thị trường này mở cửa trở lại. Đồng thời, ngành thủy sản của Việt Nam vẫn có sự lạc quan tại các thị trường có nền kinh tế tăng trưởng trong năm 2023 như khu vực châu Á, Trung Đông. Theo thông tin từ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, có 36 doanh nghiệp ở 16 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nợ hơn 74 tỷ đồng tiền lương. Cụ thể, gần 6.000 người lao động bị nợ lương, bình quân 12,42 triệu đồng một người. Trong đó, khu vực phía Nam chiếm 70% tổng số người lao động bị ảnh hưởng. So với năm 2021, số doanh nghiệp, người lao động và tổng số tiền nợ đều giảm, nhưng mức nợ lương bình quân tính trên lao động cao hơn. Điều này là do ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19 khiến doanh nghiệp lao đao. Giới chức Israel và Palestine đã tiến hành cuộc thảo luận nhằm tìm cách khôi phục trật tự sau khi làn sóng bạo lực gia tăng, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bùng phát thành một cuộc xung đột rộng hơn. Đây là cuộc họp kín đầu tiên giữa các quan chức an ninh hàng đầu của Israel và Palestine sau nhiều năm. Tham dự cuộc họp này còn có sự hiện diện của Cố vấn Tổng thống Mỹ về Trung Đông cùng đại diện của Ai Cập và Jordani. Tuyên bố chung sau cuộc họp cho biết Israel và Palestine đã tái khẳng định sự cần thiết phải cam kết giảm leo thang căng thẳng trên thực địa và ngăn chặn bạo lực gia tăng. Trước đó, đại diện chính phủ Jordani cho biết cuộc họp này nhằm tăng cường sự tin cậy giữa Israel và Palestine, nhất trí các biện pháp an ninh và kinh tế giúp tháo gỡ khó khăn cho người dân Palestine. Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC đã kêu gọi đẩy nhanh cải cách các quy tắc tị nạn của Liên minh châu Âu EU vốn đang bị đình trệ. Trong một tuyên bố, bà gọi vụ chìm thuyền chở người di cư ở Italia là một thảm kịch, đồng thời nhấn mạnh EU cần phải tăng gấp đôi nỗ lực của mình đối với Hiệp ước EU về di cư và tị nạn cũng như kế hoạch hành động ở Trung Địa Trung Hải. Trong nhiều năm gần đây, Italia là một trong những điểm đến hàng đầu của những người di cư trước khi họ tìm đường sang các nước châu Âu khác. Tuyến di cư miền Trung, Địa Trung Hải được biết đến là một trong những tuyến đường di cư nguy hiểm nhất thế giới. Theo Tổ chức Di cư Quốc tế IOM, 20.333 người đã thiệt mạng hoặc mất tích tại khu vực này kể từ năm 2014. Thủ tướng Nhật Bản Kishida, Chủ tịch Đảng Dân Chủ Tự Do LDP cầm quyền, đã công bố cương lĩnh của đảng, trong đó vạch ra những bước đi mới cho 10 năm tới đây. Chủ tịch LDP tái khẳng định sẵn sàng theo đuổi mục tiêu sửa đổi hiến pháp, vốn đã tồn tại từ giai đoạn đầu sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Ông cho rằng tình hình hiện nay đặt ra yêu cầu sửa đổi hiến pháp và cho biết sẽ đưa vấn đề ra thảo luận tại Quốc hội với tinh thần hợp tác với đảng đối lập. Bên cạnh đó, Thủ tướng Kishida cũng đề cập những vấn đề như các cuộc đối thoại về tiền lương giữa các nghiệp đoàn lao động và giới chủ sử dụng lao động. Tái chế rác thải thành các tác phẩm nghệ thuật là hoạt động được đông đảo các nghệ sĩ trên thế giới hưởng ứng nhằm tuyên truyền tinh thần bảo vệ môi trường. Mới đây, một nghệ sĩ người Pháp đã tạo ra một rừng hoa từ những đồ bỏ đi trên đường phố. Dưới bàn tay tài hoa, cùng những dụng cụ đơn giản, các vỏ chai nhựa, nắp hộp, túi ni lông và thậm chí là cả tàn thuốc lá bỗng biến thành một rừng hoa tuyệt vời và sống động. Bất kể ai ngắm nhìn các tác phẩm này cũng không khỏi trầm trồ trước tài năng của ông. Có 15 năm kinh nghiệm trong việc tái chế và thủ công mỹ nghệ, Amor ngày càng cho ra nhiều tác phẩm đẹp và thân thiện với môi trường.
Thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.